Qua một số vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy, tội phạm trộm cắp ngày càng phức tạp và manh động. Nhiều tên trộm đi trộm cắp khi bị phát hiện đã quyết liệt chống trả, ra tay tàn độc với chủ nhà. Trong vụ trộm xảy ra tại tỉnh Bình Phước, sau khi đột nhập được vào trong nhà, siêu trộm đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh của ngôi nhà. Bị chủ nhà phát hiện truy hô, tên trộm manh động dùng hung khí tấn công quyết liệt hai bố con chủ nhà. Mặc dù bị nhiều vết thương, nhưng hai bố con gia chủ đã hạ gục đối tượng, trói lại và điện báo cho cơ quan công an. Tại hiện trường, trong căn nhà nơi đối tượng đột nhập vào gây án, hệ thống bảo vệ và báo động an ninh đã bị đối tượng vô hiệu hóa. Các tủ, ngăn kéo đều bị cậy phá và lục tung. Tầm 3 giờ hoặc hơn 3 giờ tí đi. Thế là mở cửa buồng ra cái là nhìn thấy nó đứng ở ngay cách cái chỗ cửa buồng của mình khoảng 3 bước chân thôi. Thế là nhìn cái là phát hiện ra trộm luôn, thế là hô lên, trộm, Hải ơi trộm. Thế hai bố con cùng đuổi theo nó, thì nó chạy ra đến cái cửa đằng sau này, thế là nó té xuống cái bể đằng sau ấy, thế là hai bố con nhảy vào, vật nhau với nó, quánh lộn là cái là lúc cái trời nó tối không nhìn thấy gì, cứ nó lúc ấy là nó đâm chảy máu, mà lúc đấy mình cứ đâu có phát hiện ra bị đâm đâu, chỉ biết là có máu chảy ra rồi. Lúc ấy đang hăng với nó mà, thì vật đè nó xuống thì hai bố con đè nó xuống chói lại. Tên trộm được xác định là Nguyễn Cửu Cường, sinh năm 1983, thường trú xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Cường là đối tượng trốn truy nã từ năm 2012, đang bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cường khai nhận bắt xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh lên xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, rồi đi vòng vòng phía sau vườn, phát hiện ngôi nhà này không khóa cửa sau nên đã chui vào lục đồ trong nhà. Bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy ra sau vườn thì bị sụp xuống cái hố. Đối tượng dùng tua vít chống trả nhưng vẫn bị chủ nhà bắt được. Chị mười giờ đi vòng vòng sau vườn cỏ nhà khóa cửa đi vào mở cửa đi vào thì lục đồ trong nhà xong thì đến nhà phát hiện chạy ra ngoài, chạy ra sau vườn thì sụp xuống hố nên là bị nhà bắt được. Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Cửu Cường để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Cửu Cường khai nhận trong suốt thời gian hơn 10 năm trốn truy nã của Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị can đã có thời gian dài trốn sang Trung Quốc và Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Tôi cũng khuyên tất cả mọi người dân là ai cũng vậy thôi, thì trước tiên là mình cũng đi ngủ mình cũng kiểm tra lại nhà cửa một lần và khóa cửa kiếc lại cho kỹ càng, nên cảnh giác để cho khi trộm nó vào mà nó có mình có khóa kiếc cửa kiếc chặt chẽ thì nó có ý đồ thì nó cũng lạch cạch thì mình cũng phát hiện ra thì nó sẽ bỏ đi rồi đỡ mất, mình nên cảnh giác như thế. Một vụ việc đau lòng xảy ra tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Khi bà Nguyễn Thị Mai Thảo về nhà thì phát hiện cha ruột là ông Nguyễn Văn Phuông, 90 tuổi, tử vong ở ngoài sân. Bà Thảo và người thân đến đưa ông Phuông vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện trên người ông Phuông có nhiều vết thương lạ. Thêm vào đó, số tiền trên chục triệu đồng mà ông Phuông thường mang theo trên người đã không còn. Nghi vấn nên gia đình đã trình báo Công an xã Thanh Tùng, huyện Đầm Rơi. Tối rồi cái xịt cái bóng đèn của điện thoại mới thấy ông già nằm. Thì tưởng ông già mới vừa té thì kêu thì là mình lại mình sốc ông già lên là ông già đã lạnh rồi. Cho nên mới hô lên. Khi ông già vô thì phát hiện là ông già không phải té. Tại vì đây thấy những cái dấu vết như vậy đó nó đáng nghi. Dấu vết là tại vì trong đầu nó có những cái dấu đứt bự với mặt mày thì nó chỉ chày xước. Nên từ chỗ đó là trong gia đình mới là nhờ đến công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Công an huyện Đầm Rơi nhanh chóng đến hiện trường làm sáng tỏ vụ án. Qua điều tra, lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác định đây là vụ án giết người. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nghi phạm của vụ án đã được xác định đó là Quách Thành Lâm, sinh năm 2005, ngụ ấp Tân Hùng, huyện Ngọc Chánh, tỉnh Đầm Rơi, đối diện với nhà của bị hại. Sau khi nhận được tin báo, được sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử ban chỉ huy phòng cùng điều tra viên, cán bộ trinh sát có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh khám phá,
chúng tôi kết hợp với công an huyện Đầm Dơi đến ngay hiện trường sàng lọc các đối tượng nghi vấn bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, và trong vài giờ đã xác định đối tượng là thực hiện hành vi phạm tội. Rồi chúng tôi củng cố tài liệu chứng cứ và đấu tranh và tiến hành bắt giữ điều tra theo quy định của pháp luật. Theo Lâm khai nhận, do là hàng xóm nên Lâm thường đến nhà ông Nguyễn Văn Phuông chơi và biết ông thường để tiền trong người. Khi biết ông Phuông ở nhà một mình nên Lâm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông Phuông phát hiện, Lâm đã dùng cây gậy đập nhiều nhát vào đầu ông làm nạn nhân tử vong. Sau đó lấy đi số tiền gần 12 triệu đồng và đem về nhà cất giấu. Từ những chứng cứ và lời khai thu thập được, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số tang vật được Lâm giấu trong nhà. Một trong những số nạn nhân mà của các loại đối tượng này chính là những người thân hoặc những người quen biết. Vì chính quen biết thì các đối tượng mới hiểu được đường đi đối lại, quy luật sinh hoạt, nơi có tài sản. Đây chính là cái điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng này tiếp cận nạn nhân. Và từ cái tiếp cận nạn nhân đó thì đối tượng ra tay hành động. Và chắc cái nạn nhân của những cái trường hợp mà quen biết ấy, thì thường lại mất cảnh giác nhiều hơn. Và khi nó mất cảnh giác thì đối tượng có thể là thực hiện hành vi một cách thuận lợi. Theo chuyên gia khuyến cáo, trong một số trường hợp, tội phạm trộm cắp tài sản rất manh động. Khi thực hiện hành vi mà bị phát hiện, chúng sẵn sàng chống trả để thoát thân. Vì vậy, khi đối diện với loại tội phạm này, nạn nhân không nên chống trả để bảo toàn tính mạng. Để phòng ngừa, người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản. Các tài sản có giá trị phải được bảo quản nơi an toàn. Trước khi ra khỏi nhà, cần khóa cẩn thận hay nhờ người trông coi.